Nhập bát giống như là kiểu đi. Mẹ chơi giống như là GTA vậy. Để nhập thử coi. C O C C A C. Đây là trailer update hả ta? Đây rồi, đây. Ta qua server test mình chơi luôn rồi. Bốn season 5 server test cập nhật. Ôi, có gãy đinh nữa kìa. Đu. Vãi. Mới hấp dẫn đi. Cái game làm gì đây? Cái nhìn xịn sò đấy. DPS. Ui, ném rìu nữa. The fuck. Đồ má bố gì gì làm anh em à. Má hay thế. Ra mắt 5.1 trên máy chủ test chưa biết đã cập nhật 5.1. Bản viết 5.1 sẽ live vào ngày 23 tháng 10. À có nghĩa là 2 tuần nữa. À 1 tuần nữa nó mới vá vào server chính của anh em. Server test 5.1 cập nhật bản đồ Mirama, cập nhật đường đua mới và xe Mirado mã vàng. Ba chờ xe Mirado mã vàng anh em à, xin mình sẽ vô để xem thử. Cân bằng vật phẩm map Mirama tăng tỷ lệ xuất hiện của súng. Đúng rồi, map Mirama ít súng quá. Survivor Pass 5 Ballet và nhiều phần thưởng mới, hệ thống sinh tồn, tính năng mới ném vật phẩm, tính năng cho phép người chơi ném các vật phẩm nhất định được đồng đội yêu cầu. U mà tôi muốn lái thử xe mã vàng ghê anh em à. Đó, hình nền Mirama rồi anh em à, hấp dẫn rồi đó. Chơi thử, mình test thử cái ném vật phẩm thôi. Không lẽ giờ cầm một băng đét ra trời luôn hả ta? Trời giống vậy hả? Đừng có tờ nha. Không lẽ giờ mình móc băng đét ra mình trời giống vậy hả? Dù địch đang ngồi đằng trước, mẹ cầm máu trời qua bên địch luôn. Trời ơi, ở đây có cái gì vậy anh em? Khói à. Ui. Khi nào update cửa được mấy con này không? Khi nào update cửa được mấy con này không anh em? Hấp dẫn vậy. Này, à khu này là khu công viên còn công không? Quá trời khủng long luôn. Không, tôi coi tôi lụm cái băng đít với lại coi xung quanh mình có cái xe màu vàng không, hay là chỉ map Mirama mới có. Tại vì hồi nãy hôm nó cập nhật không biết sao trong bãi xe này có không ta. À cái map này bị lỗi nha, không có cầm được bóng được, không có bóng ở đây được luôn. Không có bóng ở bên phải được, nó bị lỗi rồi. Đâu có lấy đồ cho bay được đâu. Có cái đó luôn rồi. Sao nó bảo là ném được đồ cho đồng đội? Những cái này. Cái này bấm cái gì mà ném? Thôi để tôi cập nhật bản, tôi đọc lại bản update thử. À map tuyết nè, có map tuyết, map tuyết có cập nhật nè anh em. Map tuyết có cập nhật cửi khủng long nè. Ui mấy ông, map tuyết có cập nhật cửi khủng long. Cảm ơn tờ Rinh nha. Cửa khủng long, để coi cửa khủng long mà nhảy vào khu ba bắc. À khu ba bắc. À đây. Con nào. Đây mà thôi con này à.
em biết con này gì nào cũng thể cưỡi được trong mấy cái con này. Quá trời con luôn. 12 seconds later. Nhập bát giống như là kiểu mẹ chơi giống như là GTA vậy. Để nhập thử coi. C O C C A C. Ui phải luôn anh em à. Ui phải anh em à. Mẹ cởi được khủng long nè anh em. Ui what the fuck. Má tôi để tin được luôn á. Anh em lợi ngay đúng cái con mà nãy tôi đi. Xong anh em phải giúp. Anh em phải nhập. Anh em phải nhập giống như là kiểu anh em mà hồi xưa mà anh em chơi. Anh em biết chơi GTA không? Hồi xưa giống như anh em chơi GTA vậy á. Anh em nhập luôn là anh em nhập ví dụ là C O C C A C là nó ra cái con này. C O N C A C là ra được con này. Ủa phải đi. Má hấp dẫn thế nhờ. C O N C A C là em sẽ ra được khủng long này nha. Anh em cứ lên cái khủng long đó. Tiếp anh em ạ. Cũng không tiếp. C O N C C O N C A C nha anh em. Không biết làm sao chọi được cái băng đít nha. Tính là cập nhật này hay đấy anh em ạ. Đâu nha. Anh em đi bộ anh em chỉ cần nè. Anh em muốn gọi khủng long thôi, anh em nhập là C O N C A C. Đấy. Em chỉ cần nhập mã thôi là nó ra khủng long liền. Tiếng Việt nhập mã. C O N C A C nha anh em. Là anh em gọi khủng long ra. Anh em tắt khủng long đi thì anh em chỉ cần nhập lại khủng long thôi. Đọc đòi phải yêu cầu mới ném được rồi. Chút là mới update rồi thấy là lạ. Cái là lạ quá. Để coi tí nữa coi sao. Bắn bắn thử bắn bắn ma. Midama nó có xe màu vàng. Dan. Are you okay? Hello. Thank you. Cảm ơn Cao về Giang nha. Hello. Bỏ nhà rồi nè. Lấy được nhà của nó. Còn 4 lần nó bỏ nhà.
đem bỏ nhà ra một thân bốn thằng. Rise, motherfucker. Độc quá, bao thằng lắm. Má biết vô gạt giò luôn anh em à. Ba thằng dở rồi.